Nếu có một mặt trận nào thể hiện được rõ nhất tham vọng bành trướng của Trung Quốc thì đó hẳn là tại khu vực Biển Đông. Nếu các nước tiến một bước thì Trung Quốc liền tiến hai bước sau khi ra luật hải cảnh cho phép lực lượng dân quân biển của nước này bắn tàu nước ngoài chưa được bao lâu. Trung Quốc lại ra thêm một điều luật vô lý ở Biển Đông, tăng quyền cho giới chức an toàn hàng hải, gây ra lo ngại về việc căng thẳng giữa Trung Quốc và nhiều nước ở Biển Đông cũng như vùng biển khác trong khu vực sẽ leo thang. Liên quan đến mối quan hệ tồi tệ giữa Mỹ và Nga, tuyên bố không cần ra tối hậu thư với Nga, Ngoại trưởng Mỹ sẽ sang Ukraine. Các thông tin đáng chú ý khác, một nửa dân số Myanmar có nguy cơ rơi vào nghèo đói năm 2022. Kyrgyzstan, Tajikistan đụng độ biên giới. Để tránh chảy máu chất xám, Đài Loan cấm quảng cáo việc làm của Trung Quốc. Quý vị đang đến với FBNC Thế giới hôm nay. Xin chào quý vị, đây là FBNC Thế giới hôm nay và tôi là Quang Huy. Mở đầu chương trình với thông tin mới đây, Quốc hội Trung Quốc thông qua dự thảo sửa đổi luật an toàn giao thông hàng hải. Luật sửa đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Luật sửa đổi sẽ trao quyền cho Cục Hải sự Trung Quốc MSA, vốn thuộc Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, ra lệnh các tàu nước ngoài rời khỏi vùng biển mà nước này tuyên bố là lãnh hải nếu đánh giá tàu đó có thể hiện sự đe dọa an ninh. Động thái này chắc chắn sẽ khiến cho nhiều bên giận dữ và Biển Đông sẽ lại một phen dậy sóng dữ dội trong thời gian tới. Ngoài ra, luật này còn cho phép MSA ngăn chặn các tàu nước ngoài xâm nhập vào vùng biển Trung Quốc mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh hải nếu các tàu không thuộc diện qua lại vô hại theo luật pháp quốc tế. Luật sửa đổi được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường tuyên bố chủ quyền phi pháp của mình và có nhiều hành động gây quan ngại trên Biển Đông. Hồi tháng 2, Trung Quốc bắt đầu thực thi luật hải cảnh cho phép các lực lượng cảnh sát biển nước này được quyền nổ súng vào tàu nước ngoài trong các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Theo tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 29 tháng 1, trả lời câu hỏi của phóng viên về các yêu sách và hành động vô lý của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, trong việc ban hành và triển khai văn bản pháp luật quốc gia liên quan đến biển đảo, các quốc gia có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước về Luật Biển năm 1982. Bà Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vào ngày 30 tháng 4 vừa qua, Bộ Lao động Đài Loan đã gửi một thông báo chính thức đến một số ngân hàng việc làm trực tuyến, cho biết họ đang đẩy mạnh việc thực thi luật cấm giúp cho các nhà tuyển dụng Trung Quốc tuyển dụng nhân viên ở Đài Loan bằng cách đặt quảng cáo việc làm trên nền tảng của họ. Một số trang web tuyển dụng làm bao gồm 104, 1111 và Yes123 đã xác nhận hôm thứ Năm rằng họ đã nhận được thông báo. Theo Yes123, họ đã xóa khoảng 200 thông tin tuyển dụng ở Trung Quốc khỏi trang web của mình, hầu hết trong số đó là trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Thông báo của Bộ cho biết sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc đã bị tác động bất lợi bởi cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung. Vì vậy, Bắc Kinh đã dùng đến việc đánh cắp công nghệ và săn trộm nhân tài từ Đài Loan để xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn riêng của mình. Do đó, các chuyên gia giàu kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán dẫn của Đài Loan đã trở thành mục tiêu của các công ty chip Trung Quốc muốn tìm kiếm nhân tài, theo thông báo được 104 tiết lộ. Theo Bộ phận Phát triển Lực lượng Lao động Đài Loan, chỉ các doanh nghiệp Đài Loan được Bộ Kinh tế cho phép đầu tư vào Trung Quốc mới cho phép quảng cáo các vị trí tuyển dụng việc làm tại Đại Lục ở Đài Loan. Thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 4 vừa qua, cựu phó tổng thống Mỹ lần đầu xuất hiện trước công chúng từ khi rời nhiệm sở hồi tháng 1, đề xuất hướng đi cho đảng Cộng hòa. Sự kiện mà ông tham gia là của nhóm bảo thủ Palmetto Family Council tại bang Nam Carolina, bang quan trọng trong vòng bầu cử sơ bộ. Ông phát biểu trong 30 phút, trông rất minh mẫn và khỏe mạnh dù mới trải qua cuộc phẫu thuật để cấy máy tạo nhịp tim cách đây vài tuần. Đây là lần đầu tiên cựu phó tổng thống Mike Pence phát biểu trước công chúng kể từ khi chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm Kamala Harris vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Ông đề cập đến cách Đảng Cộng Hòa giành lại Hạ viện năm 2010, sau 2 năm dưới quyền kiểm soát của Đảng Dân Chủ dưới thời Tổng thống Obama. Ông Pence cũng không đề cập tới khả năng chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024, nhưng bài phát biểu cho thấy ông vẫn sẽ tham gia các hoạt động chính trị của Đảng Cộng Hòa trong bối cảnh họ để thua Nhà Trắng và Thượng viện trong cuộc bầu cử năm 2020. Cựu Phó Tổng thống Mỹ từng khẳng định ông tự hào được phục vụ cựu Tổng thống Donald Trump trong suốt 4 năm qua. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng lớn của ông Trump trong Đảng Cộng Hòa. Ông cũng chỉ trích chương trình nghị sự của Tổng thống Joe Biden,
đồng thời nhắc lại những thành tích của chính quyền ông Trump trong vấn đề an ninh quốc gia và kinh tế trước khi COVID-19 bùng phát. Mới đây, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết rằng Tổng thống Joe Biden đã trao đổi thẳng thắn với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về những quan ngại của ông trước hành động tăng cường quân đội ở Moscow ở gần khu vực biên giới với Ukraine. Ông Sullivan cũng cho biết thêm rằng Tổng thống Biden đã thẳng thắn nói về cam kết của Washington đối với toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Cụ thể, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình MSNBC, ông Sullivan nhấn mạnh chuyến thăm đến Ukraine là điều mà Mỹ dự định thực hiện trong tương lai thông qua giao thiệp ngoại giao cấp cao, thay vì ra tối hậu thư công khai với Nga. Trong khi đó, ngày 29 tháng 4, phóng viên đài truyền hình CBS, bà Nora O'Donnell cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Ukraine vào tuần tới. Bà O'Donnell đã đưa tin về chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken vào ngày 29 tháng 4, nhưng toàn bộ cuộc phỏng vấn của bà với ông Blinken sẽ được phát trên chương trình truyền hình 60 Minutes của CBS vào ngày 2 tháng 5. Các động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn biến phức tạp, với những quan ngại về các hoạt động quân sự ở biên giới hai quốc gia Đông Âu này. Mới đây, quân khu miền Nam của quân đội Nga đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân trên biển Caspi. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga với Mỹ và phương Tây đang leo thang căng thẳng. Theo văn phòng báo chí của quân khu miền Nam, 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ thuộc hải đội Caspi thuộc Hải quân Nga đã tiến hành diễn tập chiến thuật tiêu diệt mục tiêu đối với kẻ thù giả định. Danh mục huấn luyện của cuộc tập trận này bao gồm bắn tên lửa và đạn pháo vào nhóm tàu chiến giả định của đối phương, bắn phá các mục tiêu trên mặt đất, truy tìm các tàu chiến của kẻ địch, đẩy lùi một cuộc không kích và rút khỏi chiến trận. Trong khi đó, tại Myanmar, theo chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc, UNDP, 25 triệu dân Myanmar có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói vào năm 2022 do tác động của dịch COVID-19 và bất ổn chính trị. Cụ thể, theo UNDP cảnh báo tác động kép của đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng chính trị hậu đảo chính ở Myanmar có thể khiến gần một nửa dân số, tương đương 25 triệu người, rơi vào cảnh nghèo đói năm 2022. Theo báo cáo công bố hôm 30 tháng 4, UNDP cho biết ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng có thể đẩy hàng triệu người Myanmar vào cảnh nghèo đói. COVID-19 và cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra là những cú sốc đẩy dân Myanmar ngày càng lún sâu vào nghèo đói. Trợ lý Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kiêm Giám đốc UNDP khu vực châu Á và Thái Bình Dương cho biết những thành tựu phát triển đạt được trong một thập kỷ chuyển đổi dân chủ đang bị xóa bỏ. Nghiên cứu của UNDP cho biết cuối năm ngoái trung bình 83% hộ gia đình cho biết thu nhập bị giảm gần một nửa do đại dịch COVID-19. Số người sống dưới mức nghèo đói ở Myanmar ước tính tăng 11% do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Báo cáo của UNDP cũng cho biết bất ổn chính trị cũng như các mối đe dọa đối với nhân quyền và sự phát triển ở Myanmar kể từ cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2 có thể khiến tỷ lệ nghèo đói tăng thêm 12% vào đầu năm tới. Mới đây, một nhóm nhà hoạt động Triều Tiên ở Hàn Quốc cho biết họ đã thả bóng bay vào Bình Nhưỡng, trong đó có các tờ đô la và các tờ truyền đơn tố cáo Triều Tiên, bất chấp chính phủ Hàn Quốc vừa ra luật cấm làm việc này. Theo anh Park Sang-ha, người đào tẩu khỏi Triều Tiên năm 2000 và đứng đầu nhóm Fighter for Free North Korea, đã phát hành một video và tuyên bố rằng anh ta đã tung ra 10 quả bóng bay quảng cáo, mang theo 500.000 tờ rơi, 500 tập sách nhỏ và 5.000 tờ 1 đô la từ các địa điểm ở Gyeonggi và các tỉnh Gangwon trong khoảng thời gian từ Chủ nhật 25 tháng 4 đến thứ Năm 29 tháng 4. Triều Tiên đã lên án các tờ rơi là sự xúc phạm không thể tha thứ đối với lãnh đạo của họ. Vào năm ngoái, Bình Nhưỡng cho biết họ sẽ cắt liên lạc với Hàn Quốc cũng vì vấn đề này. Sau những lời phàn nàn từ phía Triều Tiên, Quốc hội Hàn Quốc vào tháng 12 đã thông qua luật cấm rải rác các tài liệu in, hàng hóa, tiền và các mặt hàng có giá trị khác tại khu vực biên giới. Xin được chuyển sang các thông tin tại Trung Đông. Mới đây, thì các quan chức Lebanon xác nhận rằng các cuộc đàm phán nhằm phân định biên giới trên biển với Israel đã được khởi động giữa hai bên với sự hòa giải của Mỹ vào tháng 10 năm ngoái liên quan đến tranh chấp biên giới ở vùng biển Địa Trung Hải sẽ được nối lại vào tuần tới. Cuộc đàm phán diễn ra với sự có mặt của Trung gian hòa giải Mỹ John Roger. Lebanon cũng cho biết Israel đồng ý trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, tại Lebanon, nội bộ lại đang có sự chia rẽ lớn về hồ sơ phân định biên giới trên biển. Đầu tháng này, Thủ tướng Lebanon Hassan Diab đã thông qua một sắc lệnh mở rộng khu vực mà nước này tuyên bố chủ quyền trên biển. Bản sửa đổi này được đưa ra dựa trên các yêu cầu ban đầu của Lebanon đã đệ trình lên Liên Hợp Quốc và bổ sung thêm khoảng 1.400 km2 vào vùng đặc quyền kinh tế mà Lebanon tuyên bố chủ quyền. Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Stanit cảnh báo rằng các bước đi mới của Lebanon làm chệch hướng các cuộc đàm phán. Cùng ngày, Israel thông báo đang nghiên cứu khả năng nối lại đàm phán này,
Các cuộc đàm phán trước đó giữa hai bên được tổ chức tại trụ sở của Phái bộ Liên Hợp Quốc ở thị trấn Nakara trên biên giới giữa Lebanon và Israel đã dừng lại mà chưa đạt được tiến bộ. Và cũng tại Trung Đông, vào ngày 30 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố hoãn tổng tuyển cử cho đến khi có sự đảm bảo bầu cử được tổ chức ở Đông Jerusalem. Tổng thống Abbas đưa ra tuyên bố này sau một cuộc họp ban lãnh đạo Tổ chức Giải phóng Palestine BLO tại thành phố Ramallah ở bờ Tây. Cũng trong cuộc họp, ông Abbas khẳng định không thể tiến hành bầu cử nếu không có sự tham gia của người Palestine ở Đông Jerusalem, phần lãnh thổ Israel chiếm đóng năm 1967, sau đó sáp nhập. Trong khi Palestine xác định đây là thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai, Tổng thống Mahmoud Abbas cho biết chính phủ Israel đã từ chối cho tổ chức cuộc bầu cử của người Palestine tại Đông Jerusalem. Ông nhấn mạnh Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để Israel chấm dứt các hành động gây hấn. Ông Abbas nêu rõ người Palestine ở Đông Jerusalem có quyền bỏ phiếu và có quyền tham gia ứng cử trong các cuộc bầu cử do mình tổ chức. Tháng 1 vừa qua, Tổng thống Abbas tuyên bố cuộc tổng tuyển cử của người Palestine năm 2021 sẽ bao gồm bầu cử lập pháp vào ngày 22 tháng 5 tới, bầu cử tổng thống vào ngày 31 tháng 7 và bầu cử Hội đồng Dân tộc, cơ quan ra quyết định cao nhất của PLO vào ngày 31 tháng 8. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên của Palestine trong vòng 15 năm qua. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Israel cho biết các cuộc bầu cử của Palestine là vấn đề nội bộ của người Palestine và Israel không có ý định xen vào. Tuy nhiên, Israel chưa đưa ra bình luận trực tiếp về vấn đề bỏ phiếu tại Đông Jerusalem, thành phố mà Israel coi là thủ đô không thể chia cách của nước này và cấm mọi hoạt động chính trị của Palestine. Trong khi đó, Israel cũng đang rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ chưa từng có khi nước này vẫn chưa thể thành lập được chính phủ mới sau cuộc bầu cử lập pháp vào ngày 23 tháng 3 vừa qua. Tiếp tục là một cuộc ẩu đả ở khu vực Trung Á. Mới đây thì người dân Kyrgyzstan và Tajikistan đã xung đột tại khu vực biên giới tranh chấp trước khi lực lượng an ninh hai bên nổ súng gây thương vong. Ẩu đả đã xảy ra từ đêm 28 tháng 4 gần tuyến đường nối Tajikistan với vùng Volkhod được bao quanh bởi lãnh thổ Kyrgyzstan do tranh chấp một trạm bơm và hồ trữ nước được cả hai bên tuyên bố chủ quyền. Người dân hai bên ném đá vào nhau trước khi xung đột leo thang, khiến các đơn vị biên phòng và quân đội được huy động hôm 29 tháng 4. Đây là cuộc đụng độ căng thẳng nhất giữa hai nước suốt nhiều năm qua. Bộ Y tế Kyrgyzstan hôm nay cho biết đã có ít nhất 13 người thiệt mạng và 121 người bị thương, trong đó 2 người trong tình trạng nguy kịch. Bộ Ngoại giao Kyrgyzstan thông báo hai bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn từ chiều 29 tháng 4 và đang rút lực lượng về căn cứ. Tajikistan xác nhận lệnh ngừng bắn vào sáng ngày 30 tháng 4, cho biết hai nước đạt thỏa thuận chung nhằm chấm dứt xung đột vũ trang, rút binh sĩ và trang thiết bị quân sự về căn cứ đóng quân thường trực, thêm rằng 3 dân thường thiệt mạng và 31 người bị thương. Theo Anadolu Agency, dẫn lời một quan chức NATO cho biết liên minh này đã bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan sau quyết định của Tổng thống Joe Biden về việc rút các binh sĩ về nước. Các thành viên NATO đã đồng ý rút 9.600 binh sĩ tại Afghanistan sau khi ông Biden kêu gọi chấm dứt cuộc chiến trương kỳ nhất của Washington. Quyết định đã bị trì hoãn vài tháng so với thời hạn do cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra. Cụ thể, các thành viên NATO quyết định vào giữa tháng 4 về việc bắt đầu rút các lực lượng trước ngày 1 tháng 5 và việc rút quân đã bắt đầu. Đây sẽ là quy trình có trật tự, phối hợp và thận trọng. NATO cho rằng sự an toàn của các binh sĩ trong liên minh là ưu tiên hàng đầu và đang tiến hành mọi biện pháp để đảm bảo điều này. Tổng thống Biden trước đó cho biết Mỹ sẽ hoàn tất rút quân trước ngày 11 tháng 9, tròn 20 ngày kể từ ngày tấn công khủng bố ở Mỹ dẫn đến việc Mỹ đưa quân đến Afghanistan. Bộ Quốc phòng Đức cũng thông báo ý định rút 1.300 binh sĩ về nước trước thời điểm đầu tháng 7. Sứ mệnh huấn luyện và hỗ trợ của NATO, trong đó có 2.500 binh sĩ Mỹ và dựa nhiều vào khí tài quân sự của Washington, gồm lực lượng từ 36 nước thành viên và đối tác. Thưa quý vị, 52 doanh nghiệp Trung Quốc và châu Âu đã tham gia vào Hội đồng Kinh doanh Trung Quốc châu Âu mới vào thứ Năm tại Bắc Kinh. Được sự tài trợ của Ngân hàng Công thương Trung Quốc, hội đồng cam kết sẽ cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau và làm sâu sắc hơn về hợp tác kinh tế và thương mại. Hội đồng đã đưa ra đề xuất tại lễ khai mạc nhằm hỗ trợ tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, thúc đẩy phát triển xanh và bền vững, mở rộng các lĩnh vực hợp tác trong nền kinh tế kỹ thuật số, thúc đẩy hợp tác tài chính Trung Quốc châu Âu. Các thành viên của hội đồng cam kết sẽ mở cửa cho nhiều công ty hơn, bao gồm Ngân hàng Công thương Trung Quốc, nhà kinh doanh thực phẩm lớn nhất Trung Quốc COFCO, Fosun International Limited
Airbus, Schneider Electric và Deutsche Bank. Thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa Trung Quốc và các nước châu Âu đạt gần 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, với tổng vốn đầu tư hai chiều là hơn 250 tỷ đô la Mỹ. Mới đây, Trung Quốc đã tài trợ 50.000 liều vaccine COVID-19 và vừa mới cập bến thủ đô Sarajevo của Bosnia và Herzegovina, một quốc gia ở khu vực Đông Nam Âu, vào ngày 29 tháng 4 vừa qua. Trong đoạn phim được chia sẻ bởi Đài Châu Âu Tự Do, cho thấy rằng là ông Chi Ping, đại sứ Trung Quốc tại Bosnia và Herzegovina, đã ký biên bản bàn giao với ông Ankika Gudeljevic, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của đất nước, và theo hãng thông tấn Fena News thuộc sở hữu của chính phủ Bosnia Herzegovina, đại sứ Ping nói rằng hợp tác và đoàn kết là cách duy nhất để chiến thắng virus, và Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ quốc gia này trong cuộc chiến chống lại đại dịch và cung cấp hỗ trợ trong khả năng có thể. Chuyển sang một thông tin về khảo cổ học. Mới đây thì trong chương trình giáo dục khoa học được phát trên đài CCTV, giáo sư Trầm Thụ Trung tại Đại học Nam Kinh của Trung Quốc đã phát biểu về những sự kiện lớn về tuyệt chủng giống loài trong lịch sử trái đất. Để minh họa, ông đã đưa ra hình ảnh chụp được từ bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh tại sân bay Long Động Bảo tại tỉnh Quý Châu, và những hóa thạch này chứa đựng nhiều bí ẩn về quá khứ của trái đất, chẳng hạn như là điều kiện môi trường và nhiệt độ nước biển. Ông Trầm cho biết các đường màu trắng trong vật liệu xây dựng bồn rửa mặt này, đó chính là các hóa thạch thuộc về nhóm hóa thạch ngành tay cuộn, có niên đại cách đây hàng trăm triệu năm. Theo South China Morning Post, có lẽ điều bất ngờ đối với ông Trầm là thông tin này không chỉ được các nhà địa chất học thảo luận mà còn thu hút rất nhiều người dân đến chụp ảnh nhà vệ sinh. Nhiều cư dân mạng đưa ra các bình luận như: "Thật xa xỉ, tôi cá rằng người dùng nhà vệ sinh này sẽ rất vui." Thậm chí có người mua vé đến sân bay này chỉ để chụp ảnh nhà vệ sinh này. Một quan chức sân bay cho biết họ nhận được rất nhiều cuộc gọi hỏi về nhà vệ sinh trên. "Tôi có thể nói rằng hóa thạch vẫn còn. Chúng tôi đã mua vật liệu xây dựng," người này xác nhận. Theo chuyên gia Kim Mai Bình tại Hiệp hội Địa chất tỉnh Giang Tô cho biết, sau khi trao đổi với giáo sư Trầm, ông xác nhận rằng hóa thạch trên thuộc loài hiếm thấy có tên khoa học là Paragonchidium sequinensis, từng tồn tại cách đây khoảng 439 triệu năm. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.